Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay mùng 4 tháng 6 đã diễn ra các trận đấu tiếp theo của UEFA Nations League mùa giải 2022-2023. Những đội bóng lớn như Pháp, Bỉ hay Croatia đã gây thất vọng lớn khi lần lượt nhận thất bại. Pháp ở trận đấu với Đan Mạch được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều. Huấn luyện viên Deschamps đã tung ra sân đội hình rất mạnh và đội bóng này cũng có bàn mở tỷ số trước ở phút 51 sau công của Karim Benzema. Tuy nhiên, đến phút 68, Andreas Cornelius đã ghi bàn gỡ hòa 1 cho Đan Mạch. Sau bàn gỡ hòa, Đan Mạch thi đấu rất hưng phấn và tỏ ra rất lợi hại ở chiến thuật phòng ngự phản công của mình. Đến phút 88, Andreas Cornelius tiếp tục ghi tên mình lên bảng tỷ số để giúp Đan Mạch đánh bại Pháp với tỷ số 2-1. Trong ngày mà Pháp thua ngược Đan Mạch, thì Bỉ cũng có màn trình diễn tệ hại trước Hà Lan. Dàn sau của tuyển Bỉ với những Eden Hazard, Lukaku hay Kevin Reiner đã bị lu mờ trước màn trình diễn siêu hạng của Memphis Depay. Chỉ 65 phút bóng lăn, Memphis Depay đã có cho mình cú đúp bàn thắng. Cộng với hai bàn thắng nữa của Bergwijn và Dumfries, Hà Lan dẫn trước Bỉ với tỷ số 4-0. Bị dẫn quá sâu nên tinh thần thi đấu của Bỉ xuống rõ rệt. Những nỗ lực của đội bóng này chỉ giúp họ có bàn thắng danh dự ở phút 90-2 do công của Basuasi. Chung cuộc, Bỉ nhận thất bại 1-4 trước Hà Lan. Cũng trong sáng nay, một đội bóng lớn khác là Croatia cũng nhận kết quả không tốt. Mặc dù đánh giá cao hơn Áo khá nhiều, nhưng Croatia đã nhận thất bại với tỷ số 0-3 trước đối thủ. Cập nhật bảng xếp hạng UEFA Nations League tính đến ngày 4 tháng 6 như sau. Ở League A, tại bảng 1, Áo dẫn đầu với 3 điểm, Đan Mạch đứng thứ 2 với 3 điểm, Pháp và Croatia có cùng 0 điểm đứng ở vị trí thứ 3 và thứ 4. Ở bảng 2, Cộng hòa Séc dẫn đầu với 3 điểm, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đứng thứ 2 và thứ 3 với cùng 1 điểm, Thụy Sĩ đứng cuối với 0 điểm, bảng 3 chưa thi đấu. Ở bảng 4, Hà Lan và Ba Lan chia nhau 2 vị trí dẫn đầu với cùng 3 điểm, Xứ Quên và Bỉ đứng thứ 3 và thứ 4. Ở League B, bảng 1 chưa thi đấu, bảng 2, Ireland dẫn đầu với 1 điểm, Israel đứng thứ 2 với 1 điểm, bảng 3 cũng chưa thi đấu. Ở bảng 4, Thụy Điển dẫn đầu với 3 điểm, Na Uy đứng thứ 2 với 3 điểm, Serbia và Slovenia đứng thứ 3 và thứ 4 với 0 điểm. Tại League C, bảng 1 chưa thi đấu. Ở bảng 2, Kosovo dẫn đầu với 3 điểm, Hy Lạp đứng thứ 2 với 3 điểm, Bắc Ireland và Cyprus đứng thứ 3 và thứ 4 với cùng 0 điểm. Ở bảng 3 của League C, Kazakhstan dẫn đầu với 3 điểm, Slovakia đứng thứ 2 với 3 điểm, Belarus và Azerbaijan đứng thứ 3 và thứ 4 với cùng 0 điểm. Ở bảng 4, Georgia dẫn đầu với 3 điểm, Bắc Macedonia và Bulgaria có cùng 1 điểm đứng thứ 2 và thứ 3. Gibraltar đứng cuối với 0 điểm. Tại League D, tại bảng 1, Latvia dẫn đầu với 3 điểm, Moldova đứng thứ 2 với 3 điểm. Ở bảng 2, Estonia dẫn đầu với 3 điểm, Malta đứng thứ 2 với 0 điểm và đứng cuối là San Marino 0 điểm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có đánh giá gì về những tin tức của ngày hôm nay? Hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh để cập nhật lịch thi đấu, kết quả bóng đá, bảng xếp hạng bóng đá và tin tức bóng đá mới nhất được cập nhật liên tục hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.